Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngăn ngừa tham nhũng từ sớm từ xa. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, gọi tắt là kết luận số 34. Theo kết luận 34, qua hơn 10 năm thực hiện kết luận 72 ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa 10 về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020, gọi tắt là chiến lược nhận thức của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát được nâng lên. Nội dung đối tượng kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. Tuy nhiên, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chiến lược ở một số nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, có nhiệm vụ giải pháp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thấp. Tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ còn phức tạp. Đáng chú ý có sự cấu kết, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, rất tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 được ban hành sẽ đổi mới mạnh mẽ, bổ sung hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong tình hình mới. Về nhiệm vụ giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy các cấp ban hành đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật, ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án nhân dân cung cấp, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu, thường xuyên làm việc với Ủy ban kiểm tra để nắm tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra. Cùng với đó, thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, kê khai tài sản thu nhập, tăng cường kiểm tra giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban hành văn bản pháp luật, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Kết luận số 34 nêu rõ, một giải pháp khác là mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa, đồng thời chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Bộ Chính trị cũng yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để dẫn đến vi phạm. Kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên không đủ năng lực, uy tín, việc miễn nhiệm, từ chức, trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận đã để xảy ra tham nhũng tiêu cực ở cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phụ trách. Ủy ban kiểm tra cấp trên thường xuyên kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong kiểm tra giám sát, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, kịp thời kỷ luật cán bộ, đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay tại cơ sở, chi bộ. Để không còn cảnh mắc võng, căng lều chờ, lấy số thứ tự. Thưa quý vị và các bạn, như báo chí đã thông tin, để làm hồ sơ đất đai, ông Trần Văn Tiếp ở xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm từ lúc hơn 2 giờ sáng. Vật vờ cả đêm nên ông Tiếp khá mệt mỏi. Bản thân tôi từng 2 lần đi làm hồ sơ hụt nên đã có kinh nghiệm. Còn những người đi làm thủ tục lần đầu đi trễ hơn thì nhiều khả năng sẽ phải quay về vì 7 giờ là đã ghi xong số thứ tự. Đi sớm hơn cả ông Tiếp, ông Nguyễn Nhật ở xã Cam Phước Tây đã rời nhà từ lúc 0 giờ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm để xí chỗ. Sau khi ghi tên vào tờ số thứ tự, anh ngồi vật vờ hút thuốc lá cả đêm chờ trời sáng để vào nộp hồ sơ. Số thứ tự mà anh Nhật nói chỉ là một tờ giấy A4 được bảo vệ văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm phát.
Sau đó, người dân điền thứ tự theo quy ước người đến trước điền trước và sáng hôm sau khi cán bộ mở cửa làm việc sẽ gọi tên theo thứ tự đó. Không riêng gì chi nhánh này, tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, gần đây cũng có hàng chục người vạ vật ngồi chờ cả đêm để ghi tên và làm thủ tục đất đai. Sau khi lấy được số thứ tự từ tờ giấy A4 có sẵn, nhiều người tranh thủ chợp mắt trên yên xe hoặc dựa lưng vào góc tường gần đó. Thậm chí có người còn mang theo cả bạt, mùng nằm chờ trời sáng. Một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra. Trong khi đó, liên quan đến clip được lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng tranh nhau xếp hàng bốc số làm hồ sơ đất đai, trả lời thanh niên ông Lê Tiến Lâm, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, tình trạng người dân xô đẩy chen lấn đi làm thủ tục đất đai đã diễn ra nhiều ngày nay. Đơn vị cũng đã đề nghị địa phương hỗ trợ và mỗi ngày đều có 5 cán bộ công an địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn diễn ra. Bức xúc trước việc một số người dân dựng lều để chờ lấy số thứ tự, một bạn đọc than thở: những việc như vậy là của thập niên 80 thế kỷ trước. Nay nó lại tồn tại ở thời buổi 4.0 thì không chấp nhận được rồi. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc ngay. Cùng ý kiến, bạn đọc dân tôi bức xúc. Cùng ý kiến, một bạn đọc bức xúc: nhìn thấy mà đau đớn lòng, đúng là có 102, hành là chính. Có cách nào giải quyết cho ổn thỏa không? Chứ để như thế này thì ảnh hưởng chung đến các cơ quan quản lý. Việc nửa đêm phải chầu trực để lấy số thứ tự không chỉ có với thủ tục đất đai mà còn diễn ra ở nhiều việc khác. Bạn đọc Lee So Kim thắc mắc: việc này cứ lặp đi lặp lại, đăng ký chọn trường cho con, làm căn cước công dân, nay lại đến thủ tục đất đai, tương lai sẽ đến cái gì nữa? Có ai trả lời cho biết nguyên nhân tại sao lại như vậy không? Bạn đọc Tiến Thành góp ý: sao không lập ra một trang web trong đó cho người dân cần làm thủ tục đất đai vào đăng ký, kê khai trước và có hướng dẫn các thủ tục giấy tờ cụ thể, cũng như có lịch hẹn làm việc trực tiếp để người dân đỡ vất vả mà chính quyền cũng thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục. Cái này đâu có khó, cái gì làm lợi cho dân thì nên làm ngay, đừng chần chừ nữa. Cùng góp ý, bạn đọc Công Bình cho rằng: tôi cứ thắc mắc nếu chưa làm trực tuyến được thì tại sao không cho một người ngồi ghi số thứ tự, có hẹn cụ thể giờ làm việc, người này ngồi làm việc liên tục thay phiên nhau cho đến khi hết người đăng ký, rồi tăng cường nhân viên xử lý các thủ tục này. Khi cần thì làm việc cả thứ bảy chủ nhật. Điều quan trọng là phải linh hoạt, đừng lúc nào cũng bó buộc làm tà tà với 8 giờ hành chính, mà khi cần thì tập trung người xử lý thì sẽ xử lý xong thôi. Cơ quan hành chính cũng nên tập làm việc gắn với nhu cầu của người dân. Khi nhu cầu tăng thì người xử lý cũng phải tăng theo. Phải khoa học, biết sắp xếp, đưa công nghệ vào, có như vậy mới phục vụ người dân được tốt, mới là thực sự phục vụ dân. Vì sao Bảo tàng Hà Nội 2.300 tỷ đồng triển khai với tốc độ rùa bò? Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc đầu tư khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn. Tại phiên giải trình, đại biểu Vũ Ngọc Anh, quận Bắc Từ Liêm đặt câu hỏi về Bảo tàng Hà Nội. Theo ông Ngọc Anh, giai đoạn 1 của dự án gồm tòa nhà bảo tàng đã hoàn thành năm 2010, giai đoạn 2 gồm nội dung trưng bày hiện vật, khái toán khoảng 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành nên đề nghị cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Trả lời câu hỏi nói trên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết, có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến tiến độ thực hiện dự án Bảo tàng Hà Nội có tổng mức đầu tư là 2.300 tỷ đồng bị chậm tiến độ. Theo đó, năm 2010, dự án đã được khánh thành phần xây dựng và bắt đầu thực hiện dự án thiết kế. Đây là công đoạn cần nhiều hội tụ của cấp quản lý, các nhà khoa học, văn hóa lịch sử, mất rất nhiều thời gian. Năm 2009, thành phố đã phê duyệt đề cương trưng bày thiết kế bảo tàng. Tuy nhiên, thời điểm đó toàn bộ hệ thống hiện vật chưa được kiểm kê. Cho tới năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt lại đề cương thiết kế bảo tàng. Ngoài ra, trong những năm qua, chủ đầu tư cũng thay đổi từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, tới nay là Bảo tàng Hà Nội. Đặc biệt khi tiếp nhận với công việc này, Sở đã rà soát lại dự án với số lượng công việc rất lớn, liên quan tới nhiều ngành nhiều cấp. Hiện thiết kế kỹ thuật đã làm xong, gửi Sở Xây dựng, tiếp đó sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để phê duyệt điều chỉnh dự án này. Ông Hồng cho hay, chúng tôi quyết tâm cố gắng tới giữa năm 2024 kết thúc dự án này. Cố gắng nếu được sẽ hoàn thiện phần trưng bày vào năm 2023 để chạy thử nghiệm thu.
liên quan đến câu hỏi của đại biểu về dự án công viên văn hóa thể thao quận Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, dự án có từ năm 1998, có quyết định thu hồi đất tại 3 phường. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, đã giải phóng được 132 hộ với diện tích trên 9.000 m2 và khoảng 10.000 m2 tại khu bãi đất lấn chiếm. Sau khi giải phóng mặt bằng, quận đã sử dụng một phần đất xây trạm điện, sân bóng, trường học. Năm 2007, thành phố có văn bản giao cho công ty BRG đề xuất lập quy hoạch, đầu tư xây dựng công viên văn hóa. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa thực hiện. Khó khăn vướng mắc chính là về giải phóng mặt bằng, vướng mắc về chế độ chính sách tái định cư, giá đền bù chưa thỏa đáng. Năm 2019, quận Đống Đa đã có hai văn bản báo cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về ra soát, điều chỉnh quy hoạch. Năm 2021, thành phố đã có văn bản giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng và các quận liên quan ra soát báo cáo về dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho biết đã cung cấp số liệu dân cư hiện trạng cho Sở Quy hoạch Kiến trúc. Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục phối hợp với sở thực hiện. Sau khi nghe đại diện các sở ngành địa phương giải trình, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũ Đức Bảo cho rằng các cơ quan liên quan không nên lòng vòng đổ lỗi cho nhau mà phải tập trung cải cách hành chính, tập trung làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các tồn tại nêu trên.